Vì Thiên Chúa
chớ là tình yêu, ngày không bao giờ rồi bỏ con người. Và ở đây, khi tội lỗi tràn đầy, thì nơi đó ân sủng Thiên Chúa càng dư dằn. Qua màn thế hệ, Ngài đã sai các con siêu tố cho giảng, dạy dỗ cho con người biết ăn năn hối cải, để xứng đáng đón trời con Thiên Chúa hàng sinh. Người con sinh ra sẽ là thánh và được gọi là
Có
tiền thì múc cháo, không có tiền thì cháo múc rơm. Thôi đi đi, đồ nghèo mà ham. Thôi, mình đi chỗ khác đi anh. Xin cho chúng tôi tốt bộ. Xin lỗi ông bà, con trọ đã hết phòng rồi. Xin ông bà hãy thông cảm. Ông thế rồi, vừa tôi sắp xong. Ông làm ơn đi. Thành thật xin lỗi. Hay nhưng này, ở ngoài xa kia có một hang lửa. Ông bà cứ ra ngoài đó xem sao. Khi thế trà chìm sâu trong bóng tối, khi con người mê man trong tưởng tối, một hào quang xuất hiện và sáng rạng ngời. Ngôi hoa của Chúa đã sáng trần. Ngày đêm yêu thương xóa lớp oán thù, ngày đêm hòa bình đến trong muôn nơi. Với ngàn dân ơi, hãy hát khen chúc tụng ngôi hoa Thiên Chúa sáng trần.